Rồi giờ em sẽ là quay cái clip đúc cái chậu lục giác 68 chân liền, lục giác 68 dáng bầu liền chân nha mấy anh chị. Hoa văn là cá chép phối chữ tài lộc. Mẫu này là mẫu mới ra tầm tháng mấy thôi. Mẫu này là khuôn nhựa ABS Việt Nam sản xuất luôn nha mấy anh chị. Đây, chân nó liền luôn. Lục giác dáng bầu, kích thước phủ bì 68 nhưng mà liền chân. Đó, nó na ná như cái 65 vậy nhưng mà cái này nó liền chân. Anh chị mua khuôn nhớ nói đúng đúng kiểu chậu với đúng kích thước giúp em nha. Chứ bây giờ nó nhiều loại lắm rồi. Giờ nó ra nhiều loại lắm nên anh chị nói sai là không báo giá được đâu. Cái này giá nguyên bộ này là 1.550.000, có ship tặng Long Sơn. Hôm nay em sẽ đúc ha, đúc thử cho anh chị coi. Đồng trong nó đây, đó chậu đó. Giờ là sẽ phun nhớt cho anh chị. Mình sử dụng nhớt thải á, nhớt xe máy nhớt thải mình quét hoặc mình phun cũng được. Vô cái lồng trong và cái phía trong chậu. Để cho nó chống dính chậu nha. Rồi mình chọn bê tông mình đổ. Lấy cọ quét nha anh chị. Phun nó ra nó bay hôi, quét mỏng qua lớp nha anh chị. Đó, chà này quét đó. Anh chị quét mỏng mỏng rồi được rồi. Cho nó chống dính rồi. Rồi phải nhớ mỏng mỏng đều đều nha mấy anh chị. Mấy cái chữ rồi mấy anh chị quét đều vô, mỏng vô. Quét lòng trong nó luôn nha mấy anh chị. Rồi em quay sơ tỷ lệ trồng hồ cho mấy anh luôn ha. Thì bên em hãy trộn là một xi măng, một cát, một đá mi. Mấy anh có thể trộn theo một rưỡi cát, một rưỡi đá, một xi măng cũng được. Một xi, một rưỡi cát, một rưỡi đá cũng được. Hoặc là một xi, một cát, một đá cũng được. Có hai phương án. Hoặc là mấy anh cũng tự ấy theo công thức của mình cũng được. Đó là đánh đều bằng máy lên. Đánh sệt sệt như cháo, không lỏng quá cũng không đặc quá. Rồi giờ đổ cho mấy anh. Giờ mấy anh đổ mà nó đổ vô khoảng một lớp mà nó đầy tới ngay cái lồng trong. Rồi mấy anh sẽ dằn. Hoặc là tới cái chỉ tròn của cá chép á đó. Đó, mấy anh dằn một bao cát vô mấy anh. Cái này không dằn vô có khả năng nó cũng đẩy lên đó mấy anh. Chậu to mình dằn vô mấy anh. Một bao thấy không xi nhê, hai bao mấy anh. Nói chung mình coi cái lòng trong nó có nhóm lên không à. Nó nhóm lên nhiều thì mình cho nhiều bao cát vô. Còn nhóm ít thì một bao, hai bao thôi. Này cũng tầm hai bao là cứng ngắt à. Hai ba bao thì cứng ngắt thôi. Mấy anh trồng đều đều đổ vô. Đổ vô gần nửa chậu cái mình gõ một cái cho nó lắng lắng xuống. Xong cái đổ đầy cái mình gõ sơ sơ lại. Lấy cái búa nhựa mình gõ đều xuống nha mấy. Mấy anh nhớ đổ trong mát nha, hạn chế nắng trực tiếp nha. Này để bên kia nắng quá, em mới đem qua góc này cho nó mát bớt đi. Tại nắng quá nè. Nắng quá nó nhanh khô, nó nhanh rút nước á. Rồi xi măng nó nhanh chết á, nó dễ bị nứt lắm. Nó dễ bị nứt với ngót chậu lắm. Nên là mình hạn chế nắng. Tốt nhất là đổ trong mái che mấy anh. Đổ ngoài trời á, các mấy anh hay bị tình trạng mà tháo ra mà nó rụng ra, nó bể nứt ra từng tấm á. Hoặc là hoa văn tháo nó mẻ đồ tùm lum á. Khả năng rất cao là do là nó bị ngót xi măng, xi măng nhanh đông kết quá đó. Bao là được, bao cát là ok. Chừng bao đó là nhúc nhích thôi. Chậu này cũng nhỏ thôi. Người sẽ gì? Mười sẵn cát, tám sẵn đá, nhưng mà bao nhiêu xi? 6 sẵn xi mà. Cái chậu này đổ tầm 10 sẵn cát, 8 sẵn đá, 6 sẵn xi. Dừ xíu. Chắc vừa đủ. Gõ hơi đặc. Chọn này lưu ý là đừng có đặc quá, cũng đừng có lõn quá mà. Lõn quá nó xì mấy nước ra mấy cạnh hết. Nó không có láng. Còn đặc quá đổ vô thì nó không có, mình trộn nó không đều á. Đổ nó cũng bị rổ bị bột. Rồi khó đổ vô lắm.
nên là mình chọn mình cảm giác mà nó dễ đổ mà nó không quá lõn, không quá đặc. Rồi gõ đều nữa là cho nó láng mà. Mà anh gõ đợt một đợt này xong thì tầm khoảng nửa tiếng sau anh gõ lại lần nữa, gõ đều hết lại lần nữa xong cái mình thấy cái miệng nó rút xuống á, thì mình muốn miệng nó cao tới đâu mình chêm thôi. Mà lưu ý nhớ đổ đều các góc nha, chứ đừng gõ một chỗ nha, mà cho nó dàn đều đá ra, dàn đều đá cho nó chậu nó cứng đều. Ok mà nó không xi nhê đâu mà, sợ nó bự thì cho nó thêm bao nữa, cho cái lòng trong vô vừa luôn. Ok, cho tầm 2 bao cát nữa anh ơi, tầm 2 bao cát là ok luôn ha, ngon lành luôn nha. Rồi để tầm khoảng nửa tiếng nữa mà anh gõ lại một phát nữa, ví dụ như xi nó có lắng xuống nữa rồi mình gõ là mình châm thêm là xong. Ok rồi, coi như ok mấy anh ha. Thì nay em có thời gian em đúc cái chậu lục giác 68 dáng bầu mà liền chân cho mấy anh tham khảo ha. Anh chị nào thích mẫu này thì có thể vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình mua giúp em. Thì giá của nó thì mấy anh chị kiếm cái clip báo giá bên kênh em á, bên kênh YouTube Thế Giới Sơn của em á. Rồi mai mốt gì nó khô sẽ quay clip tháo ra cho mình coi coi nó láng không, hoa văn nó ngon lành không, rồi có bao vi được không ha. Rồi mẫu này nguyên một bộ luôn, chân là 1.550.000, bao ship tặng một lon sơn nha mấy. Mẫu này là lục giác 68 dán bầu liền chân, hàng Việt Nam sản xuất, nhựa ABS mấy anh ha. Anh mua mấy anh vui lòng nói rõ ràng giúp em ha. Đó thì trong clip thì em cũng hướng dẫn với mấy anh cách đổ hết rồi ha. Rồi cảm ơn mấy anh chị đã theo dõi video này của em nha.